nhờ chó rừng chỉ đường diệt Pol Pot. Chào những người anh em thiện lành, lại là Mr. Sui đây. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Câu trên hàm chỉ những kẻ xấu thì thường hay tìm đến những kẻ xấu khác để cùng giao du hay mưu đồ làm những việc mờ ám. Nhưng trong chiến tranh, quy luật hấp dẫn này lại đi theo một hướng khác. Những giống loài độc hại tồn tại mang lại cái chết cho loài khác, hoặc tồn tại nhờ cái chết của loài khác lại đang cạnh tranh lẫn nhau. Đó là mối quan hệ giữa quân Pol Pot và chó rừng. Cụ thể là trong chiến tranh, chó rừng đã chỉ đường cho ta diệt Pol Pot, một điều kỳ lạ. Vậy chuyện này đã diễn ra như thế nào? Và còn điều gì kỳ thú liên quan không? Anh em hãy cùng Xuôi tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Tác phẩm văn chương ở một góc nhìn nào đó có thể coi như một bảo tàng lưu giữ những cái xưa cũ, gồm cả nhân ái, văn minh lẫn bạo tàn, phản động. Bạn đọc không cần đến đất nước Campuchia thăm bảo tàng di chủng Tu Sleng hay ra ngoại ô thăm cánh đồng chết mà vẫn có thể biết được tội ác man dợ của tập đoàn Pol Pot, Yang Sari qua những trang văn xót xa, phẫn uất của các nhà văn Việt Nam. Nhà văn Bùi Thanh Minh đã dựng lại hình ảnh tàn bạo, mông muội, dã man ở tiểu thuyết Bên dòng sông Mê. Lính Pol Pot hành hạ đồng loại mà chúng cho là có tội bằng cuốc, xẻng rồi gạt xuống hố chôn tập thể. Đứa trẻ 2 tuổi bị tung lên trời và chọc mũi lê lên đón. Những xác chết bị băm vằm, bắn đến nát bét. 12 cô giáo ở Tây Ninh bị lột sạch xiêm y. Tàn bạo đến mức vô cảm, tận dụng xác đồng loại làm thức ăn cho cá sấu, đọc rợn cả gáy. Suốt 3 năm thời Pol Pot, chúng cho cá sấu ăn toàn thịt người. Cá lớn thì 7 ngày ăn một bữa, mỗi bữa 2 con ăn một người. Còn cá sấu con, 3 ngày ăn một bữa, thức ăn là thịt người róc xương và băm nhỏ. Hình ảnh bọn lính Pol Pot được miêu tả như những tên lính du kích, nông dân, ít học, có phần mông muội nhưng rất lì lợm. Lính Pol Pot là những thằng lính mình trần trùng trục, miệng ngậm ngãi, vai vác súng, quấn quanh mình toàn là đạn, lựu đạn và một giỏ lá thốt nốt đựng cơm với một con mắm bò hóc nhỏ hơn ngón tay út. Nó chui nó rút như giòi, nằm nước phơi nắng như trâu. Chúng có những kiểu giết người không dùng súng đạn mà thay bằng các dụng cụ thô sơ như cuống lá thốt nốt, cọc nhọn, dao quắm. Dã man tàn bạo còn hơn thời Trung Cổ, có thể bắt gặp đó đây ở các trang truyện ngắn, tiểu thuyết chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và chiến trường ca. Những người lính tình nguyện thậm chí chẳng cần ngủ cũng có thể gặp ác mộng, luôn phải đề cao cảnh giác vì chỉ cần sơ hở một chút là tim cũng có thể bị dọa đến giật bắn ra ngoài. Và họ cũng phải biết cách kiểm soát ngũ quan, khi nào thì nên nhạy bén, khi nào thì không. Bởi không sống chung với lũ, với Covid-19 như ngày nay, những thứ tồn tại nguy cơ hiểm họa gây ra cái chết mà đáng sợ hơn, họ phải sống cạnh, sống chung và sống trên những cái chết theo đúng nghĩa đen, không sai lệch một từ. Ngoài ra họ còn sẻ chia môi trường sống của mình với những người bạn khác giống loài. Trong một buổi đêm khi đang ngủ, lính ta nghe tiếng lục sục rồi cảm giác có cái gì nặng nặng ngọ nguậy trên ngực. Không phải và không thể là bóng đè, anh lính cảm nhận được một vật âm ấm trong đêm lạnh tối tăm, nhưng không thể vui nổi trước sự ấm áp đáng ngờ vực này. Sau đó anh nghe tiếng khịt khịt nhảy xuống bộ ván. Nhưng tiếng "mày không toát được đâu con trai" bật lên trong đầu anh lính. Dù có toan chạy đi nhưng có thứ đã níu chân vật thể mang linh hồn kia lại. Đó chính là cái mùng rất kỹ. Đến mũi còn khó lọt, huống chi đây còn là một con chuột siêu to khổng lồ so với các bạn đồng trang lứa, to cỡ bụng chân người lớn. Không hiểu nó đọc sách ma thuật ở đâu và áp dụng bằng cách nào mà nó có thể rút vào mùng được. Trời đánh tránh miếng ăn, nhưng song hành với bữa ăn là giấc ngủ nên cũng cần tránh cả lúc ngủ nữa. Quá đen cho con chuột kia khi đột nhập vào chiếc mùng của người lính Đông Lào. Sinh mệnh của nó giờ đây cũng không quan trọng bằng giấc ngủ nghỉ của bộ đội nhà Phật. Anh ngồi hẳn dậy, lựa chụp tấm chăn chiên Nam Định trùm lên người nó rồi tóm chặt. Hai bàn tay gồng lên bóp siết họng con chuột nung núc. Nó ngúc ngắc một lát rồi chết đằng ặc như lão hạc ăn bả. Nhưng ác liệt nhất thì phải kể đến những con chuột chúa mà dân miền Tây gọi là cống nhum, nặng cỡ gần 2 kg. Rồi anh lính ném đại xác nó ra ngoài hầm, còn nghe tiếng rớt cái bịch rõ nặng. Anh bình thản quay trở vào ngủ tiếp. Loài động vật khó ưa nhất trên thế giới là gián. Chúng đã xuất hiện trên hành tinh của chúng ta khoảng 320 triệu năm về trước. Tức là chúng có mặt trước cả khủng long và vẫn sống dai dẳng sau khi loài động vật khổng lồ này tuyệt chủng. Và đồng loại của gián, đỉa, chính là bộ gặm nhấm, chuột. Trên chiến trường ca, chuột ở chốt Long An nhiều, nhưng sao đọ nổi với bè lũ ở chốt ngã tư nhà Thương. Lũ chuột đồng hoang vốn chỉ ăn lúa, ăn sâu bọ, làm con nhà lính quen, nay lại tính ăn sơn hào hải vị, đổi món, sơi bông băng, máu mủ, thịt cắt lọc thương tử trong trạm phẫu, nên con nào con nấy béo núc thành tinh. Có lần, anh lính tên Hải Cụt dưỡng thương xong mới về đơn vị. Vết thương chưa kịp đóng vẩy thì con chuột chúa đầu đàn ngửi thấy mùi da non chỗ ngón chân cái cụt, làm ngay một miếng ngon lành cành đào,
máu phun xối xả như vòi nước giữa hồ, ướt đẫm vạt mùng. Kết quả là phải vào viện tiếp. Rồi anh em thương binh được trạm phẫu tiền phương ưu tiên thực phẩm cho. Có được những thực phẩm ấy vào thời điểm chiến tranh thì đúng là ngang với được ăn buffet thời hiện đại. Chốt gần biên giới nên ngoài thịt hộp, mì tôm, rau xanh, thỉnh thoảng còn có trứng tươi do Hội Phụ Nữ tỉnh Tây Ninh và các má cứu quốc gửi cho. Ăn uống no nê chẳng chê thứ gì, chỉ chê cái nét bừa bộn của các anh què. Hua cả các cháu thiếu nhi trong việc thực hiện điều 4 trong 5 điều Bác Hồ dạy. Các anh què ăn xong, liệng vỏ hộp thịt, vỏ trứng bừa bãi. Buổi tiệc buffet của đàn chuột được hân hạnh tài trợ bởi những hành động này. Chúng vừa tha vỏ trứng, vỏ lon thịt hộp, vừa hò rô ta hay sao mà nhao nhao như cái chợ vỡ. Vẫn chưa là gì so với lũ chuột thành tinh kia. Đuổi Khơ Mây Đỏ vào sâu trong rừng khộp trong núi Aoran, quân tình nguyện được mở mang tầm mắt khi biết thêm về những giống loài quái thai khác. Đó là kỳ đà và chó rừng, kẻ hủy diệt xác thối. Mùa khô năm 1979 là lúc địch và ta giao tranh ác liệt nhất. Chết chóc là tất yếu và diễn ra cực nhiều. Đây cũng là vụ mùa bội thu của đám quái thú có gu ăn uống dị hợm kia. Không hiếm để thấy được những hiện tượng lạ như xác người tưởng chết rồi nhưng bụng vẫn phập phồng. Không mang ý nghĩa sống lại mà chiếc bụng phập phồng là sản phẩm có tác động cơ học do lũ kỳ đà con đang túm năm tụm ba tranh nhau khoét nội tạng. Thấy tiếng chân người đến, những con kỳ đà con ướt nhèm nhẹp chui vọt ra khỏi ổ bụng thi hài, để lại cái mùi tanh khẳng không thể tả. Ngôi sao của video ngày hôm nay là chó rừng. Nó còn mang tên gọi khác là chó chóc, cái tên được đặt căn cứ vào tiếng kêu sóc óc ở âm vực cao của nó. Chó rừng mang tập tính của chó sói, hú đêm vào tuần trăng tròn. Chó rừng cũng có sở thích giống kỳ đà, ăn xác thối từ ổ bụng trở đi. Và chúng chắc chắn là những kẻ lắm lời, là gia đình kém văn hóa trong rừng, thậm chí là trong cả thế giới động vật. Nhưng chúng cũng là ân nhân giúp đỡ quân ta trong việc triệt tiêu Pol Pot. Có những lần, chúng đã mách cho lính trinh sát những trạm phẫu của địch trong rừng thẳm bằng cách móc lên các hố chôn bệnh phẩm, chôn chi người hỏng. Bầy chó tranh nhau giành giật các phần thân thể người đã chôn, ầm ĩ một góc rừng. Và thế là ta cứ lần theo âm thanh sống động kia mà tìm đến chỗ trốn chân sau mỗi lần lộng hành của tập đoàn diệt chủng. Ngoài ra, chiến trường ca còn ghi nhận có sự xuất đầu lộ diện của những loài ăn xác thối biết bay, có thể kể đến quạ, cú lợn và kền kền. Cả ba loại này đều có khứu giác cực thính, trong đó quạ và cú lợn thường gặp hơn. Sau những trận đánh vùng Ô Đông, mùi thịt cháy khét, mùi tanh của máu đã lôi kéo chúng đến đây. Quạ thống lĩnh bầu trời vào ban ngày, còn ban đêm thì phải dành cho cú lợn. Khi mùi tử khí ngập tràn các phum hoang vào lúc hoàng hôn là chúng lặng lẽ kéo đến chứ không ầm ĩ như lũ quạ. Chúng đậu trên cao, lặng lẽ quan sát động tĩnh xung quanh cái xác trước khi xả xuống làm bữa đại tiệc. Trong bảo tàng Tusleng, một nhà tù khét tiếng tàn bạo của Khmer Đỏ ở Phnom Penh, có lưu giữ một tấm ảnh chụp một con quạ đang lén lút khoét mắt một tù nhân bị xiềng cứng trên giường sắt cá nhân. Hẳn cơ thể lũ động vật này đã thiết lập một cơ chế rất đặc biệt để có thể đổ vào họng những thứ thức ăn đầy vi trùng độc tố đến như thế. Các nhà khoa học tôn vinh chúng là những vệ sinh viên của núi rừng, nhưng chúng là những kẻ phàm ăn đến đáng sợ. Vì tụi nó mà nhiều anh em tử sĩ Việt Nam bị xâm phạm tử thi rất thương tâm. Những đêm sau trận đánh, chưa kịp chuyển tử sĩ về bàn giao cho tuyến sau, quân ta đã phải thức trắng đêm dài, ôm súng gác chõ mắt để canh chừng bọn vệ sinh viên khốn kiếp này, không thì chúng sẽ rình xâm phạm thi thể đồng đội. Phải có những ngày mưa thì mới thêm yêu những ngày nắng. Mỗi vật sinh ra đều mang ý nghĩa, bổn phận riêng của đời mình. Chiến tranh đã lùi xa, song dư âm của nó thì còn mãi trong tim những người lính và dư vị thì trong dạ dày các loài động vật vệ sinh viên hoặc đã thành chất thải ở một nơi nào đó. Video hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại anh em trong những số tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.